Ta không tin chính, không tin tà, không tin hạnh phúc, nhưng ta tin ngươi. Ta muốn thiên hạ nằm trong tay, sợ gì không suy chuyển đổi cảnh. Mỗi bước mỗi đau lòng, mỗi bước mỗi kiếp nạn. Ta muốn thiên hạ nằm trong tay, sợ gì không suy chuyển đổi càng khôn. Không chút đặt tên là em đói luôn, vãi thật. Chơi game nhiều có hại cho sức khỏe. Xin chào, ta là Đường Bảo. Mẹ Tiểu Cốt theo sư phụ tu luyện rồi. Mà ý, hình như đằng trước có yêu khí kéo trio điều khiển bên trái có thể di. Đây là tiên thuật, có thể gây sát thương lớn cho nhiều quái. Đây là chân khí hộ thể của quái thủ lĩnh. Chỉ tấn công thường phá được chân khí hộ thể này. Mất chân khí hộ thể rồi, quái thủ lĩnh đừng chủ quan. Dừng đánh thường, chân khí hộ thể sẽ hồi phục. Diện sầu vãi. Nhấp vào đây, có thích cái nào cứ chọn đi. Nhấp vào đây, có thể trở về nhà. Đâu không nhập được. Có biết thư đỉnh là gì không? Mở ở đây có trang phục tuyệt đẹp. Mặc thử xem. Đồ quý đừng để người xấu nhìn thấy. Qua đây, qua đây. Ở đây có báp làm xong nhiệm vụ thì nhận thưởng thôi. Hình như bên đó có người cần giúp.
mặc đồ nó không thay đổi diện nào nhỉ. Đẹp phết, 3D, game mobile 3D đẹp phết. Hoặc thiên cốt sau khi nhấp quỷ tháp có thể dùng ý niệm trong quỷ tháp cũng có thể tự thao tác, hãy thử xem. Kinh tìm à, quái vật xông ra xích mà nha. Yên thành bào hay quá. Học được tiên thuật mới rồi. Cấp càng cao càng mạnh. Vào xem tiên thuật mới nào. Nhấp vào đây để học. Phết. Tinh 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 quỷ thác này là ô tô đây là giống như game hôm qua mình gì vui vậy. Lại có cái cục nhặt này tăng công này giống như trò gì nhỉ, kiếm ngạo giang hồ. Tiếng lạc giang hồ đi đung nhặt cái cục người tăng đao.
Soái ca. Kiểu anh hùng cứu mỹ nhân. Những chuyện tàu luôn. Không nhận được đồ. Ta đã chuẩn bị rất nhiều quà. Đảm bảo đẩy đừng vội. Quà không chạy được đâu. Giờ mình sẽ tăng đến cấp nhất định. Có thể nhận. Tinh tinh. Đừng chê. Hay mình lén vào trong đó. Xem bên trong có pháp bảo gì lợi. Cái này miễn phí nè. Đường bảo sẽ giúp đại hiệp lên đỉnh vinh quang. Linh sủng mở khóa rồi. Từ bây giờ đại hiệp sẽ không còn cô đơn trên con đường hành hiệp lửa. Muốn biết ta có năng lực gì không? Nhấp vào đây sẽ thấy các thông tin chỉ tăng cấp và phi thăng, sẽ giúp ta ngày càng mạnh hơn. Muốn biết ta có tiên thuật gì không? Phi thăng và tăng cấp, cấp tối đa linh sủng, quyết định linh sủng đủ cấp, có thể chuyển sinh. Linh sủng ra trận mới phát quy tắc kéo hình linh sủng lên trận pháp, sẽ xuất trận linh sủng tố, sẽ giúp ích rất nhiều trong chiến đấu. Trận pháp à? Như vậy là cấp 2 năm sẽ có 4. Cấp 2 năm có 4 thằng linh sủng. Tưởng là solo land mà cuối cùng vẫn có đệ à? Lòng tiếng có phần hướng dẫn. Kình đã có anh 24 rồi. Dom DP. Mỗi phó bản đều có chiến lực đề cử. Hãy tăng thực lực rồi khiêu chiến. Để chiêu chiêu đường bảo dị vậy. Tướng cương thi. Cương thi mãnh tướng. Hấp. Ta cả ô nó thành hai con. Bao nhiêu quái bỏ qua thử phát diễn sâu mệt người. Hình như có tiếng gọi từ tàn bảo cát. Chúng ta đi thử giận ma. Tàn bảo cát không chỉ có linh phách. Lần này chúng ta phải chọn đủ 10 món. What? Wow. Kiếm tím kìa. Thực ra thì vũ khí tím này rất hợp với đường bạc. Ơ lại còn có cả con thú siêu phàm gì nữa. Trang bị
phải cường quá mới mạnh lên. Yêu Khư Đỉnh bừa bộn quá, hãy mặc vũ khí tím vừa nhận được. Giờ chúng ta sẽ học cách cường quá chọn tăng cấp. Sử dụng sẽ tự động thêm vào cường quá. Chiến lực đã tăng mạnh. 6669. Muốn tăng thêm chiến lực phải cố gắng cường quá trang. Phẩm chất trang bị bản thân càng cao, khi biết cách cường quá trang bị còn được nhận thưởng. Đi vào tay rồi mới là của mình. Nhận Đường Bảo tìm được một cuốn kỹ năng mới, nhấp vào tiên thuật vừa nhận. Nhấp vào đây để học. Ding, ding, ding. Nhạc game này hay vãi. Mẹ như này mà nhìn được nhạc. Trời đi đâu mà vội vàng thế. Củ cải mọc giữa đường, hài phải. Gặp boss thiên nhiên yêu, bắt được một tên điệp dài rồi đấy. Nguồn máu đệ hết rồi, phương đệ đeo cái kim chưa lên cấp đâu. Kim cảnh nóng nè, 18 cộng này.
Ui, gì vừa lại cục sơn ngoài. Đại hiệp học rất nhanh. Giờ chúng ta cùng đi. Đây, Trương Tụ Tinh đủ số sao yêu cầu sẽ nhập. Chúng ta về Giao Ca Thành thôi. Có thể tiến cấp trang bị đấy. Trước tiên chọn vũ khí này. Vào giao diện tiến cấp trang bị. Trang bị được tiến cấp sẽ tăng nhiều thuộc tính. Chiến lực tăng mạnh, thực lực lại tiến bộ hơn. Trương Tụ Tinh có nhiều tinh thiết dùng. Có một món quà thần bí đang chờ. Nạp lần đầu sẽ nhận được quà nạp lần đầu. Thôi chết, mẫu thân về rồi, ta cũng phải về nhà thôi. Con đường tu tiên chủ yếu dựa vào bản thân. Cố lên, bye bye em. Xã giao về xịt xã giao về. Bye bye VIP. Tất cả là bao nhiêu VIP đây? 15 VIP. Thank you.
Sẽ chờ đại hiệp ở trường Lưu Tiên Sơn nhé. Nhấp tiên kiếm hội. Có thể vào tiên kiếm hội thể hiện tài năng, khiêu chiến người chơi khác, thắng đối thủ. Đây tiên là... kiếm hội. Có thể nhận danh vọng. Có thể dùng danh vọng vào tiệm đổi các vật phẩm hiếm. Nhớ đổi cho Đường Bảo. Danh vọng càng nhiều đánh thử ai xem nào. Thất bại.